Hải Triều, tôi được bố Hoài Linh cho ở nhờ khi còn tay trắng. Hải Triều biết ơn khi nhớ về sự cưu mang của danh hài Hoài Linh, người mà anh gọi là bố lúc diễn viên trẻ chưa có gì trong tay. Hải Triều tên thật là Đào Hải Triều, sinh năm 1991, là nam diễn viên trẻ được yêu thích thông qua các vai diễn hài. Đặc biệt, anh gây ấn tượng với các vai giả gái duyên dáng, toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm. Từ khi nào và tại sao anh lại chọn các vai diễn giả gái? Tôi cũng không biết từ bao giờ mình đã bén duyên với các vai nữ. Chỉ nhớ rằng, vai nữ đầu tiên mà tôi nhận xuất hiện vỏn vẹn có vài giây, mà còn không được nói bất cứ câu thoại nào. Sau này thì các đạo diễn thấy tôi thích hợp với các vai nữ nên chọn tôi, chứ không phải tôi cố tình chọn các vai diễn giả gái. Gia đình bạn bè tôi ít khi nào nói về công việc của tôi, bởi họ biết đó chỉ là những vai diễn khi tôi đứng trên sân khấu hoặc trước máy quay. Cuộc sống sinh hoạt tình cảm của tôi không bị ảnh hưởng khi diễn vai giả gái. Hiện tại tôi chưa có ý định thay đổi hướng nghệ thuật mà chỉ muốn làm tốt những gì đang có, bởi theo chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì. Anh học điệu bộ, cách ăn mặc và make up từ đâu? Hồi nhỏ tôi xem hài, nghe nhạc đến mức nát máy cuốn băng của các nghệ sĩ thế hệ đi trước. Có lẽ ngay lúc đó máu nghệ thuật cũng như điệu bộ, cách đi đứng, cách diễn của các cô chú đã ăn sâu vào con người tôi. Chưa kể tôi may mắn sở hữu thân hình khá nữ tính, nên nhiều người vẫn hay nói đùa là nhìn tôi giả gái còn đẹp hơn con gái thật. Việc make up thì do tôi vốn khéo tay, có thời gian tôi từng kiếm tiền bằng việc chuyên nhận show đi make up cho các diễn viên trong trường và các đoàn làm phim. Mọi người đều thấy Hải Triều giả gái rất điệu đà, vậy tính cách ngoài đời của anh ra sao? Hầu hết các vai diễn của tôi đều là những cô gái đanh đá, nói nhiều hay cãi tay đôi, nhưng ngoài đời tôi khá ít nói và không tiếp xúc với nhiều người. Tôi không có thói quen chạy chuốt hay dân diện, nên khi đến trường quay hay sân khấu tập kịch, mọi người vẫn thường thấy hình ảnh quen thuộc của tôi là một chàng trai mặc áo ba lỗ, quần đùi, mang dép lê, xách túi cói và đội nón lưỡi trai. Khi nào có lịch tôi đi diễn, xong sẽ về nhà nấu nướng, đọc sách và chơi với chú chó bun của mình mà không biết chán. Trước đây anh không có dự định tham gia hoạt động nghệ thuật. Điều gì đã thúc đẩy Hải Triều theo đuổi con đường này? Từ khi học cấp 2, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với diễn xuất, nên đã rất cố gắng để thi vào trường sân khấu điện ảnh. Tuy nhiên, thời gian đầu theo học do gặp khó khăn về kinh tế, nên tôi đã tạm dừng việc học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dành dụm được tiền, tôi lại tiếp tục việc học của mình. Con đường nghệ thuật của tôi lúc đầu khá nhiều chông gai. Nhưng đây cũng là tình hình chung của các nghệ sĩ trẻ. Khi bạn chưa có tên tuổi và chưa nhiều điều kiện bộc lộ tài năng, điều duy nhất bạn có thể làm là kiên trì từng bước một. Bạn bước tiếp, có thể là vấp ngã, có thể là đi được bước dài, nhưng còn hơn là đứng im và chấp nhận đầu hàng. Bởi vì khi bạn đi tiếp thì chắc chắn bạn là có thêm cơ hội cho chính mình. Hải Triều gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố. Nghệ sĩ Hoài Linh có ảnh hưởng như thế nào tới định hướng nghệ thuật của anh? Tôi tiếp xúc với bố Linh từ khi còn chưa đổ vào trường sân khấu điện ảnh. Không chỉ có tôi mà còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác coi bố Linh như một tấm gương noi theo trong nghề cũng như trong cuộc sống. Bố Linh từng cho tôi ở nhờ nhà khi tôi chưa có gì trong tay. Không chỉ có bố mà còn có cả gia đình chú Hùng, cô Thủy của quán Bún Mọc, Rơm Mọc đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi luôn biết ơn tất cả điều đó. Tình bạn giữa Hải Triều và BB Trần khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh có thể chia sẻ cảm nghĩ về BB Trần. BB Trần là một người bạn thân, bạn diễn rất hợp cả với tôi. Trong công việc, tôi đánh giá cao BB Trần ở chuyện rất nghiêm túc, chỉnh chu. Còn ở ngoài đời, tôi khó lòng mà chấp nhận được thú vui tao nhã, luôn dìm hàng tôi mọi lúc mọi nơi của BB. Thế nên xem chạy đi chờ chi, thấy BB trả nghiệp bị xé bản tên hay chơi hội đồng, tôi rất hả dạ. Thời gian gần đây, BB Trần có chia sẻ hình ảnh gầy guộc của Hải Triều. Anh đang trong thời gian giảm cân hay có vấn đề sức khỏe? Tôi giảm cân vì muốn cho vóc dáng mình đẹp hơn. Tôi được khán giả nhớ tới như những vai giả gái thì phải hoàn thiện vẻ đẹp từng ngày. Tuy nhiên ở ngoài tôi cũng đâu đến nỗi gầy trơ xương như hình BB Trần đăng tải. Tôi vẫn tràn đầy sức sống. Những tấm hình đó đều do BB Trần chỉnh sửa lố tay nhằm trêu tôi thôi. Chúng tôi thân nhau, trêu cho vui và cũng muốn đem lại tiếng cười thư giãn cho mọi người. Hiện tại Hải Triều ngày càng nhận được sự mến mộ, anh đã hài lòng với vị trí của mình. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình, còn vị trí thì không. Bởi nói thật, tôi nghĩ mình không có vị trí gì hết. Trong nghệ thuật, sự đào thải là vô cùng khắc nghiệt. Bạn không có thời gian đứng lại để tự mãn với những gì bạn được đâu. Việc tôi có thể làm là không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để các vai diễn của mình ra đời được chỉnh chu nhất và nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả nhất. Sau cánh gà lộng lẫy, nhiều mỹ nhân Việt chưa thể sinh con vì bệnh tật. Con cái là điều mà đôi vợ chồng nào cũng mong chờ nhưng không dễ dàng có được. Kylie là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam qua hàng loạt bộ phim như Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời, Kiều Nữ và Đại Gia, Hàng Mặt Tử, Mùa Chim Én Xôn Xao. Năm 2016, cô kết hôn cùng đồng nghiệp Thanh Duy, cả hai được nhận xét là cặp đôi ăn ý trong giới nghệ thuật.
Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, nữ diễn viên vẫn chưa có con do phát hiện có khối u nhỏ tuyến giáp, chưa biết lành hay ác. Kylie lý giải, thực ra khi có khối u, nhiều phụ nữ vẫn có thể mang thai, nhưng khả năng hên xui rất cao. Nếu u lành thì không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai. Vợ chồng nữ diễn viên không phải không thể sinh con vì hiếm muộn mà vì chưa thả do bệnh ở tuyến giáp. Cuối năm 2018, Kylie thông báo tin vui khi tiết lộ, tôi đã mổ xong tuyến giáp được vài tháng, kinh tế ổn định nên sẵn sàng chào đón thành viên mới. Không nhất thiết chờ đợi thêm, những lúc rảnh rỗi tôi qua nhà Thúy Diễm hay Tú Vi cưng em bé cho đỡ thèm, sẵn học thêm nhiều bí kíp kinh nghiệm chuyện bầu bì. Tôi mong sinh con gái đầu lòng, sau đó thêm một cu cậu cho đủ nếp đủ tẻ. Trúc Diễm, tháng 2 2015, Trúc Diễm hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng cùng ông xã Việt Kiều. Tính đến nay đã hơn 3 năm kết hôn, cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc viên bản bên nhau, nhưng Trúc Diễm vẫn chưa mang thai. Nhiều năm trước đây, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Trúc Diễm đều cho rằng cô thuận theo tự nhiên, khi nào có sẽ đón nhận. Thời gian vừa qua, người hâm mộ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của người đẹp Trúc Diễm. Gương mặt sưng phù, mắt lồi to khiến nhiều người nghi vấn có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, lý do Trúc Diễm đưa ra lại gây xót xa. Cô bị phát hiện bệnh cường giáp khiến sức khỏe giảm sút suốt 2 năm qua. Căn bệnh còn khiến cô không thể sinh con dù đã kết hôn từ năm 2015. Trúc Diễm cho biết cô gặp phải rất nhiều áp lực khi bạn bè hỏi mẹ chồng nhắc nhở về chuyện vẫn chưa có con. May mắn ông xã Trúc Diễm luôn ở bên chăm sóc động viên vợ. Ngoài việc ở bên cạnh động viên thì anh cũng thường dẫn tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi nhớ nhất một câu nói mà chồng mình từng nói với tôi, từ nay em cứ lo nghĩ cho bản thân và sức khỏe của mình, những chuyện khác không còn là điều quan trọng. Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Qua năm 2019, sức khỏe ổn định hơn, khả năng sinh nở, dễ kiểm soát hơn nên Trúc Diễm hy vọng sớm có tin vui trong năm nay. Harry Won, 3 năm sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt hiện tại Trấn Thành Harry vẫn đang nợ người hâm mộ một tin mừng. Trong một chương trình truyền hình, Harry đã tiết lộ một phần lý do vợ chồng cô chưa mang thai là bởi người đẹp từng bị ung thư cổ tử cung. Liên quan đến bệnh tình của Harry Won, Trấn Thành cho biết, tôi đón nhận điều đó rất bình thường, bởi tôi luôn quan niệm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta, dù cô ấy như thế nào tôi vẫn yêu cô ấy thôi, và tôi nghĩ ngược lại, chắc gì tôi đã không bệnh trước cô ấy. Năm 2018 vừa qua là năm cột mốc để Harry Won biết được căn bệnh quái ác này có tái phát hay không. Và ở thời điểm hiện tại 2019, rất nhiều người đang mong chờ một cái kết có hậu cho cặp đôi. Nghi vấn Harry Won mang thai thời gian gần đây đã được đại diện nữ ca sĩ phủ nhận, nhưng khán giả vẫn mong cặp đôi sớm báo tin vui. Bị chỉ trích không xứng đôi đu bám sao nữ đình đám, Mai Tài Phến phản ứng ra sao? Nam diễn viên gần như từ chối tiếp chuyện giới truyền thông và phản ứng mạnh trước sự công kích của anti-fan. Ngay khi những bức ảnh chụp lại cảnh hẹn hò tình cảm của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị công khai, cư dân mạng đã tranh cãi dữ dội về câu chuyện này. Mỹ Tâm hiện đang an toàn vì được cộng đồng fan bênh vực kịch liệt. Người chịu trận nặng nhất có lẽ là Mai Tài Phến. Nhiều cư dân mạng đã dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích thầy giáo Mưa vì xét tài lẫn thế, anh đều khó xứng với một ngôi sao hạng A như Mỹ Tâm. Cả ngày hôm qua, giới truyền thông đã liên tục liên lạc với anh, nhưng thuê bao luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, mọi tin nhắn gửi đi đều không thấy anh phản hồi. Tuy nhiên, trên fanpage của Mai Tài Phến vẫn liên tục bị các fan tấn công. Trong một status đăng tải vào ngày 8 tháng 6, nam diễn viên hỏi, điều gì khiến bạn comment một từ về anh ấy? Nhiều anti-fan đồng loạt mắng nam diễn viên bám fame, ăn ké sự nổi tiếng của Mỹ Tâm qua scandal này. Dù bị công kích, nhưng Mai Tài Phến không đáp trả, anh chỉ xóa những bình luận tiêu cực và khóa luôn phần bình luận trên fanpage. Nhiều người vẫn thắc mắc hành động này do admin của nam diễn viên làm hay do chính anh, bởi đây là fanpage nên có vài người trong ekip hỗ trợ nam diễn viên có quyền truy cập. Nam diễn viên bị tố xóa bình luận của anti-fan khi bị nói bám fame Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng, dù em chọn ai yêu ai lấy ai thì mãi mãi anh cũng chỉ thương một mình em thôi. Giữa tâm bão hẹn hò của Mai Tài Phến và sao nữ đình đám, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ lên tiếng trên Facebook của mình. Mới đây thông tin không chính thức về việc Mỹ Tâm Mai Tài Phến hẹn hò không khỏi khiến cả showbiz xôn xao. Khi hai nhân vật chính vẫn chưa có động thái rõ rệt, mặc cho bao đồn đoán dấy lên thì nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn lên tiếng. Anh chia sẻ,
Cuộc sống của người nghệ sĩ bắt đầu bị can thiệp và xâm phạm ngày càng thô bạo hơn, cũng chỉ vì muốn chứng minh độ hot giữa muôn ngàn tên hot của showbiz này, cũng là để thỏa mãn ý tưởng triệu view của ai đó mà đã theo dõi và ghi hình nghệ sĩ rất là chuyên nghiệp như vậy. Buồn không? Buồn chứ. Là một người anh thân thiết và yêu quý Mỹ Tâm trong suốt những năm qua, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn nhắn nhủ: "Bé ơi, theo anh thì em cứ vui đi, làm những gì em thích, làm những gì em thấy đúng, em luôn đúng, nhớ câu này không? Em và anh hay nhiều đồng nghiệp khác đã không sống cho mình quá lâu rồi bé ạ. Gửi đến em những dòng suy nghĩ vội vã trước giờ cất cánh. Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ yêu một mình em thôi." Bên cạnh việc thể hiện sự buồn bã khi đời tư của nghệ sĩ bị xâm phạm thô bạo, cũng như gửi lời động viên đến Mỹ Tâm, ông Hoàng Nhạc Việt không quên nói thêm: "Yêu một ai đó là cho họ được quyền lựa chọn, yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc." Sự thương mến mà Đàm Vĩnh Hưng dành cho họa mi tóc nâu bao năm qua vẫn thế, ấm áp và chân thành. Chốt lại, Đàm Vĩnh Hưng không quên thể hiện sự hài hước của mình. Toàn dân cũng nên cẩn trọng một khi cô Út đã dấn thân vào điện ảnh, chịu chơi Facebook, chịu xài smartphone thì mọi thứ cô Út sẽ làm chủ cuộc chơi. Bảy chuột thông minh đang hot. Há bé há.